chào cô bác chị bạn. Trước tiên ngày xưa cũng xin kính chúc cô bác chị bạn được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay sẽ làm cái món bún sườn tôm. Cái màu gạch tôm mình bỏ vô đây luôn, lên màu. Cái đỏ vô. Cứ cái đỏ vô, bỏ vô trong vòng 3 phút là nó chín, mình tắt lửa luôn. Mình sắp tôm lên. Cái này là tôm này mình xào thế này là ăn nó ngon rồi, nó không cần bỏ vô nước dùng chi. Đây là cái tôm nó rút cái đầu xào của mình vô đây nè, còn mình bỏ vô nước dùng thì nó ra cái chất tôm nó bớt ngọt. Xào niêm tiêu hạt niêm bột ngọt này nó ngon. Ăn một vòng đấy. Rất là hấp dẫn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cô chú và anh chị các bạn. Hôm nay hai đứa em thử thách ăn bún với sườn với tôm ha. Dạ. Đây đây, đợi cần thử coi. Còn cái bánh nào thì em thử. Ký gửi. Yếu một chút. Cái này ký gửi giác. Ký gửi đúng. Chờ là tiếp xíu sao. Rồi, ok. Tí rồi xuống cái thả cái thi. Rồi, mỗi đứa em là cái thau này có 200g anh Căng quả anh biết ha. Bây giờ là em xin vô đây cho dễ ăn đây. Đổ nước mắm ra ngoài, ừ đó. Thau này anh Căng quả anh biết, bây giờ là thế này. Mỗi đứa trừ cái thau 2kg, ấy là 200g thì tức là nó còn 1.3kg. Ký ba mà anh tính thôi, hai đứa là đứa 2.5kg ha, cho nó tròn số để 100g nhầm gì ha. Nhưng mà thế này, hôm nay hơi khó chút xíu là hai em phải ăn hết nước hết cái nha. Hai đứa này hôm nay thử sức nhau hết coi này, đứa này hết trước nha. Nhưng mà hết trước, nhưng mà anh nghĩ là cũng hết trước thôi, nhưng mà có cái hôm nay là khó nhất là để thời gian trong vòng 25 phút. 25 phút anh Sơn? Đúng rồi, 25 phút. Hai đứa chấm ăn hết không? Hết. Chơi phải không? Chơi. À, chơi hãy chấp nhận chơi, chấp nhận chịu nha. Trong vòng 25 phút mà ăn chưa hết là anh có bị rút tiền về nha. Chơi thì trò chơi thì nó rõ ràng, có thắng có thua. Hỏi mà thua thì cũng được buồn nha hai em. Nó rõ ràng. Rồi chuẩn bị đi. Rồi. Sơn cũng xin đại diện hai em tổng mời cô bác chị các bạn dùng bún với hai em. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng bún tôm với sườn heo em. Dạ xin mời. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 25 phút bắt đầu.
cái heo này nó hơi cứng, có cái sụm mà hỏi bạn ăn không được thì lột bỏ sụm ra. Đây heo này mình mua hỗ trợ cho anh em. Đây, heo nhà hơi cứng, mình nấu cũng hơi lâu rồi, nhưng mà cái sụm hơi cứng quá thì hai đem cứ lội qua, không sao hết. Cái sụm của chú à. Đã thi hết trước mà qua 25 phút cũng chưa được thắng nữa, hôm nay hơi khó. Hết trước mà phải trước luôn cái 25 phút. Mình nghĩ là mỗi em 2,5 kg này thì mình nghĩ là vừa tầm. Thì hai em số lượng ăn sao là mình hiểu. Còn như 31 là phải 4 kg mới vừa tầm. Còn hai em này từ 3 kg mấy thì hút tầm. Đưa ngang tài năng sức luôn. Chắc lại hỏi nhiều tuổi cũng không biết luôn. Hỏi tên gì cũng không biết luôn. Chỉ biết là bún tôm. Bún tôm sườn, bún tôm sườn thì thôi. Em xong một phao, còn em Út ở lại chịu đợi lăn cay, cũng không chịu đâu à, cũng gắng đua hết mình rồi chứ. Mình nhắc lại hai em cái nha, thi gấp gấp nhưng mà cũng ăn hết cạp hết thịt nha, đừng bỏ thịt trọ chết nha em. Đừng gấp quá, cặp 7321 bỏ cục xương ngoài đi. Ba giám khảo kiểm tra là cục xương á.
rồi sẽ kỳ cẩn, hai đứa ngang nhau, không đứa nào nhường đứa nào hết á. Chắc là hai em nó chỉ biết là cái thau thôi, ngoài cái thau đó dai quá em gọi qua đây chút xíu nữa. Ờ, nướng quá dai thì cứ gọi qua không sao, tại vì mực nấu nước ngọt mà. Thái có mực ăn cũng được loại cá lem, còn mực thì nướng nó nấu nãy giờ nó rút hết nước ngọt rồi, ăn cũng xâm xì rồi. Em ăn hết rồi. Dạ. Tùy em. Cái đoạn mà hồi sớm mình quay khúc khâu chế biến, mình cái máy mình bị sự cố không có tiếng, Sơn cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm, Sơn quay tua luôn. Hai đứa ngang luôn á. Thái ăn rất thông thả. Chuột thì ăn rất là gấp gáp, tại chuột miệng nhỏ ăn rất là gấp gáp luôn. Bù lại miệng nhỏ ăn phải tranh thủ, miệng nhỏ tranh thủ ăn bù lại, còn Thái miệng bự ăn thông thả mà giật ào ào. Hai đứa em nó chạy kịp thời gian rồi, nhưng mà quan trọng là ai hết trước. Chừng nào alo hết alo mới tính tiền nha, còn trong miệng là không tính tiền nha. Quá dữ, hai đứa ngang luôn.
còn cục xương nó hơi căng á, hơi lâu á. Chưa chắc ai thắng ai luôn. Tới giai đoạn này chưa biết luôn. Tí là lý do là tí là còn cục xương. Cặp hơi lâu thôi Thái, Thái chỉ còn bún thôi. Cục xương à, thấy còn hai ba đũa. Ăn 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 cái chừng nào hết trong miệng. Alo alo alo, nghe nghe. Con khao hết trơn rồi. Rồi chuột cặp hết luôn rồi. Còn trong miệng, còn trong miệng, chưa tính tiền. À, Thái này, Thái thua chỉ có chút xíu. Alo, alo, nghe không, nghe không? À, nghe rồi, nghe rồi. Nghe rồi. Thái thua em. Dạ, thua. À, em còn mấy đũa mà thua rồi. À, tí ăn nhanh hơn em. Lý do là tí ăn á thì... một lần ít nhưng mà nhờ ăn nhiều lần bù lại cái miệng nhỏ nhỏ. Rồi ok, thử thử của em á tí. Dạ. Hai anh em ăn có 16 phút mấy giây à? Lát anh cũng gửi cho em 200. Dạ. Đúng, rồi, dạ. Rồi cái bún này anh nấu cái này ăn công nhận nó sao tí? Quá ngon anh Sơn ơi. À, Thái, em sao Thái? Ngon lắm anh. Ngon hả? Dạ. À, mấy anh em mình đây cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. À, mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị các bạn sức khỏe, chân năng, chào tạm biệt, bye bye.